Hello everybody, welcome to English class. In this video, we're gonna learn about present simple tense, yes no question and WH question. And the previous video, we have learned about positive and negative form. And today, we continue from that video. Okay, now let's start. Okay. Ngày nay cô dương riêng ông Pi và cho bọn các thò mà đá đại dương riêng ông Pi tầm đông sầm nua dễ nấu nâng sầm nua đặc biệt với question cà pi video muốn cô dương bàn riêng rồi mà hai nơi tầm đông shop hai nâng bạn đi xe hai nâng ca lạc vào đô kê là sắp đại vi chờ nó gọi he is it nâng third person singular và cho ngày nâng dương riêng mình tỏ ông Pi ví dụ sầm nua dễ nấu nâng đặc biệt với question. OK, let's jump down here. Present simple form. Mà chẳng dừng, the bốn dừng từ rụm lực âm phi tùm rung, bạch chẳng bằng cá, thoa mà đá xanh mà. OK, let's dừng lực âm phi tùm rung strop, positive. Chẳng dừng bằng strop, mean subject plus verb one, okay, plus up, object. Chẳng dừng bằng tí hó, she sing a song every morning. Chẳng dừng chẳng riêng một bát, chẳng dừng rõ. Negative. Yeah. Subject plus do not, does not, plus verb infinitive plus object. Okay. Example, you don't brush your teeth. Okay. Present simple. Okay. Let's show the yes no question. Okay. So no, chimoyan yes no. Chúng ta bật ca sầm nua cho mùi nâng yes no question ta miên tùm rung điểm đách mà sầm tùm rung ngọt nha. Do, does plus subject plus verb infinitive plus object plus question mark mà chẳng tùm rung sầm nua yes no cứ dương thời do do rồi còn does đạo này bị một subject hai bông cho mùi nâng verb infinitive cứ chia kê là sạp đá ấm này mình phát đô tùm rung và hai những bông cho mùi cảm ơn bót rồi có vì khả năng mình trời cài cảm ơn bót của bạn ấy hơi dương bầu cho mỗi nhà xù lấy những bộ thì họ bạn chẳng đủ chẳng dương do đủ mà chui bằng cả tầm rung sầm đồ. Ok chẳng ta đủ ta dương bằng cả cho mỗi phở cho mỗi sạch là chẳng đủ dương pra cho mỗi nắng. I, you, we day. Cứ dân dọa đu đồng bày chùi bậc cả tầm rộng sầm lúa. Yeah, no question. Chỉ mùi nâng I, you, we, nâng day. Và ok, chẳng do I, you, we, day have lunch now. Ok. Chẳng tầm rộng nó dân bỏ tháng. Ok, have lunch now cứ nhằm bài rừng tế. Ây lần này. Chẳng bây dân bộ mùi muối. Tạc nhóm. Ta nè, ta phụ dương, ta phụ kê nhằm bài rưu tế ấy lời mà. Kể chẳng help, nhưng chỉ mềm verb như một thằng nhắm, lãnh, hai phê thay trắng, nào ấy lời. Đặc biệt đú, cứ chia principle auxiliary, kể ra sao chùm nuôi cố, đại dương dược viết một prao, đồng bạch chui bằng ca tầm hương xùm nuôi dạy nâu. Mà, chùm mùi nâng sập chích ái dữ ví, hay nâng đề. Chẳng have cứ chia verb infinitive mà chẳng đôi tùm rung hàng lời chẳng nửa bê đài kê rìa sạp bóng cô cho nửa nông tùm rung xùm nua cứ việt thở đa tú chia kê rìa sạp verb infinitive cứ chia kê rìa sạp tùm rung đàm đàm lạc bà đô tùm rung còn tái nửa nông ai dù vì đế ní vì mình lạc bà đô tùm rung sạp thì hỏi tu cho viên nửa nông vừa dục sạp bà đào và tái quan là phải chạy thời gian ở thời thay mấy tì. Ok, nhanh nhanh tâm does nóng. Chẳng ta does dương prao viết cho mùi sạp chích nạc lạc. Okay. Chẳng does dương prao viết cho mùi nâng sạp chích he, see. Okay. He, see, it. Mà sạp chích he, see, it. Okay. Chẳng have line nào cứ được nền. Chẳng ta có niên viết nhằm ở hai phía thay trắng hay lấy rưu tì. Ok.
chẳng ha vậy ní cứ viết thử cho chữ verb infinitive chữ kê giả sập nàm kể tôi chỉ biết bên ní viết cho nó khẳng cao hi sẽ ít cả đời có vì mình phát đồ tùm rộng viết đáy đòi xa thì viết cho nó không phải dụng sầm nụ mà chẳng đỡ nắng có chia principle of silly gì đại cứ chia kê giả sập chùm nụi cô đôi khí đại viết dọc một prao đồng bài chui và cả tùm rộng sầm nụ chùm mùi năng sập chết hi sẽ ít mà chẳng bật chạy lại này tùm rộng yes no question cứ dân thời dọc biết đu năng does đặt nơi bị mục sắp chi pronoun thì hao dương bộ cho mùi nâng kê là giả sắp tùm rộng nào đây là hai thảo verb infinitive tôi chỉ kê là giả sắp nâng cho nâng kê hi sĩ ít có đào có viết trấu cho chi kê giả sắp tùm rộng nào đây mà chẳng đú dương thời phở nơi mốc ai dư vi đề hay đó dương phở nơi mốc hi sĩ ít đâm mây bằng cách tùm rộng xâm thua yes no question mà xin mời lúc này bình chất video này xong chút subscribe nhấn chút xin nhạc cân đăng đăng bày cho tụi bạn video thay thay bình to thì... ok chẳng dương từ mơ xâm nua ok dương từ mơ ưu tiêu hóa tẹo tông nên đang xâm nua dễ nửa question do I sleep here every day tác trong đêm nơi tì ni hà rọt ngày rưu tế ok chẳng dương từ mơ chẳng lão ấy yes no question okay, short answer, okay, chấm lại khay. Chẳng ta nếu bây giờ cái số do I sleep here every day ta nhưng lại sai thay mặt là chấm lại khay. Okay, yes you do, no you you don't. Okay, chẳng nếu bây giờ cái số do do I, chẳng chừng thời sai thay yes you do mà chẳng bao giờ chấm miền yes cứ miền do nơi bị cày yes you do. Hay bao miền no thì miền don nơi bị cày và no you you don't. Okay. Chẳng xâm nua yes no question chậm lại miền tập bì tế cư miền yes hay nâng no person ba dân sọp chùm môi xâm nua dư nhật trai thả yes hay miền do nâng bị kháy bà dân bà đi xa chùm môi xâm nua cư miền no hay miền don nâng bị kháy bà xong bà chạy nâng bê đa kê sô ta đu ái cư dân thật trai thả yes you rư còn no you bà thì môi xâm nua tiết do we like apple? Okay. Ta của dân cho chất lại phòng rứ. Chẳng chẳng lại clay, sau so answer, cứ cho ta yeah we do, no we don't. Okay. Chẳng nập bê là dân srop tên năng xâm nua, cứ dân thở cho ta yeah we do. Đó bớt sân dân phát đề sai cho mùi xâm nua ní, cứ dân thở cho ta no we don't. Okay. Mà tiết, do you go to school today? Okay. Ta ngay ní, nẹ tới xa là rưu tế. Okay. Chẳng thở cho lời thá. Rồi xa mà dân sợp cho mỗi xâm nô ní, cứ cho lời thá, yes, I do. Rồi xa mà bạn đã xa cho mỗi xâm nô, no, I don't. Okay. Chẳng bên này, nếu bên này kia xua thật, do you? Cứ dân thở cho lời thá, yes, I, rưu còn no, I, vinh. Okay. Chắc đến nhóm ban này vậy, cả cái video một bốn chân, đặc biệt là cái số tạ đu ai, thời trẻ dũ, rồi còn no dũ. Đặc biệt là cái số tạ đu dũ, thời trời thời trẻ ái, rồi còn no ai. Okay. Vậy thì mơ một chết, do they drink beer? Ta của kê phạc xà bia rứ, rứ tê rứ có rứ. Thì chẳng chẳng lỗi, yeah, they do, no they don't. Okay. Chẳng bao dân sợp cho mùi xâm nua và xâm mà phụ kê phạc mến nhưng thời cho là yeah, they do. Phần tác mà phụ kê hạt phạc tế nhưng thời cho là no, they don't. Okay. Chẳng đi cứ chiêu thì hô mùi chùm nuôn tệ tông từ nâng yes no question hay nâng short answer chứ chùm lõi clay để dân thời cháu từ nâng xâm nua này bà. Chẳng bà chạy lăng vô tha xâm nua yes no question miên chùm lõi từ phi tế cứ yeah, hay nâng no. Okay. Kể mỗi tiết, lấy dân tâm mơ dập chê cho mùi năng hay sĩ ít tìm mà vinh ta dân thật phở cho mùi ấy. Cứ dân phở cho mùi năng does. Okay. Does he watch TV with you? Okay. Ta quan mơ tôi được tôi cho mùi nhạc rứ. Chân chùm lại bỏ kế cứ yeah he does. Okay. No he doesn't. Chân đôi khi đáy bà xin bà dân sợp tôi năng xâm nua cứ chói thật yes. Chân biến cái số cho mùi does he. Nên tôi chói thật yeah he does.
Rồi còn no, he doesn't. Okay. Mùi tiết, does he buy book for him? Okay. Ta nên tên sự phơi ai quả rứ. Trong trình thời trả lời thá, yes, he does. Okay. No, he doesn't. Cái mùi tiết, does it say hi? Okay. Ta viên là dạy thà sụt đầy rứ. Trong trình thời trả lời trả lời, yes, it does. No, it doesn't. Ok, mùi tiền. Does your cat eat rice? Ta chma rồi bỏ nhẹ nhằm bài rứ. Ok, chẳng bà sân bà viên nhằm mình thật sợi tha. Yes, it does. Hay bà sân viên nhằm thế. No, it doesn't. Ok, chẳng bộ một chma bỏ là nhằm đây cụ xóm tích bà. Ok, chẳng dân từ mơ mùi tiền. Chẳng dân ban mình chọc xin nuôi dạy nổ háo. Chẳng dân châu từ mơ WA. Question wrong. Sầm nua đẹp phát đám đói WA question. WA question cứ sầm nua đẹp phát đám đói ạ số WA. Ok, chẳng dương từ mơ giờ WA word rưu gọi WA question. Chẳng ảnh thẳng ảnh như cái hai thằng WA word. Hai cái phao viết là mấy bằng cá chia sầm nua WA question. Chẳng why hay là why. Chẳng bị xua đâu hạt Paul vài ní. Mùi tiết hú, nhưng bỏ thần đồ ná, nhưng xua đâu mà nụ bà. Mùi tiết ven, bỏ thần đồ bê ná, nhưng xua đâu bê bê lía. Kể vọt, vầy cứ nhưng xua đâu phó, phó là miền. How, khi nhưng bỏ thần đồ biếp ná. Và nâng xong mà chia sẻ rồi đồ biếp sẽ khó tích và how, đồ biếp ná. Chẳng dừng ta xua đâu rồi biết được có xua vì vị thị là dân thua mấy mối đề Việt Nam và một tên vé cứ dân xua rồi có tì cả lại những bộ thái còn lại nè và chẳng thằng ở ní cứ chia WA cái word là dân pra WA word ní cứ đâm bay pra nước nông bây giờ xâm nua WA question mà chính xâm bật thò một tiết. Chúng ta mơ tầm rộng xâm nua. Chẳng ní cứ chia tầm rộng xâm nua WA question. Và chẳng dương miên WA word. WA word cứ tiền phẩm vui khẳng lửa ní. Dương bốc cho mỗi nâng đú rư còn does. Dương bốc cho mỗi sạp chí. Dương bốc cho mỗi nâng verb infinitive. Kể giả sạp tầm rộng đám. Dương bốc cho mỗi nâng object. Dương bốc cho mỗi question mark. Okay, nhà su, được sao lại đi phải nhà su mỗi bạn. Okay, lấy những một thì họ example. Okay. What do I eat every morning? Okay. Ta chấm nhâm với chia riêng rõ bực bà. Chẳng nói về là dân suốt thà what do I cứ dân suốt bỏ miền khuôn ai đứng suốt kê suốt kê chả lói nè. Chẳng chẳng lói. You eat apples every day. Khi nhẹ nhằm phải phòm chờ riêng rõ. Oh sorry, every morning. Khi nhẹ nhằm phải phòm chờ riêng rõ. Rất mà. Chẳng xong nốt đó bởi dụ ai khỏe sân. Nó về là cái xúa cứ dương mình mẹn cho lao dẹt nâng nấu tê. Chẳng bà cái xúa vót cứ dương cái xúa đó qua đồng miền. Chẳng dân thở cho lao dẹt qua đồng miền đồng vấy. Để cái xúa dương nâng. Chẳng dân dọa dương cho lao dẹt nâng nấu tê. Chẳng cái số ta trong nhằm ở vầy chỉ riêng rõ rớt. Chẳng dừng thời trả lời thác nhẹ nhằm lại phóng chỉ riêng rõ rớt. Thì ní cứ chia chấm lâu rồi bỏ đọc với chú ý khỏe sân. Mình tiền, why do we come late? Hay là vầy ban chỉ phụ dương một dự. Chẳng lại ní cái số rộng mù là hay ta hay là vầy. Chẳng chấm lâu ý. Thì because we get up late. Thì prù dương năng à. Krav vì để dự. Chẳng ní cứ chia mù là hay. Chẳng xâm nua vãi, WA word vãi ní cư kê xua rốt mù là hẹt. Chẳng dân thở cho lòi mù là hẹt từ vấn. Phía tráng là đài bằng chạy vì mù là hẹt cư dân cho lòi bị khâu bà. Là bị khâu từ vấn là bị khâu bị bụt tài. Chẳng kê xua ta hẹt ở vấy dân thở cho lòi bị bụt tài ná. Chẳng ní cư chìa xâm lòi WA question tẹt tâu năng vãi. Ok, mùi tiết, who do you stay with? Ta nẹ xa nạ nơi cho mùi nô ná. Answer, I stay with my parents. Chấm xa nơi chìm mùi ở phục bà rái, rồi bọc nhộng bà. Chẳng xâm nụ hù ní cái xua rộp mình đủ.
chẳng sử dụng cái số tác nó nơi chỉ mỗi nó nè chẳng cái số mà nó đây nè nó sẽ nơi chẳng thờ dừng thời trả lời ta I stay with my parents rồi cái dừng đã ở vậy xe I stay with my sister my brother xí xong rồi chẳng lời dừng thời trả lời nè chẳng còn là một trả thá viết bằng mẹn xoay là dạy nổ tì cứ dừng thời trả lời chẳng lời đã chỉ cả phật mà mùi tiền vé đu đầy liễu ta phụ kê rồi nơi ai ná thì chẳng cái số đầu tiên cái lãi vé thì chẳng answer đầy liễu in tập bông khám mùng phụ kê rồi nơi khai tập bông bông khám mùng mà thì mùi tiền when does it start thì ta vía chạp đam được kỳ ná thì chẳng cái lãi it start at 9 o'clock vía chạp đam được màu phạm buồn cụt mà chẳng vén dân xua rau phà phê về lĩa rồi còn màu chẳng dân thời trả lời máu mà được copy về liền áp tập thì kì bình mà thì mình tiên how does he go to school ta còn tới sẽ là đây là việc nè chẳng cái số đâu mà show by để còn tới sẽ là đây là vậy thì answer he goes to school by bus thì những con tới sẽ là đây chỉ là chỉ làn person mà lúc này bình chất video này xong chút subscribe nâng chút xin nhạc cân đăng làm bài cho tụi bạn video thay thay bình tốt chẳng tệ tông từ năng sầm nô đáp với chuỗi question nó về đại dương xua chỉ môi năng he she it rư có third person singular chẳng nó về đại dương chloe từ vấn cô dương thở đâu kể giả sáp nơi bị cày he she it rư có third person singular đại bà chẳng nó tuy ở đây chẳng nè nó về cái số từ when does it nó về dương chloe từ it start cứ start từ miền ảnh nhưng nó sẽ từ chia từ rộng present simple chia từ rộng sọp từ bên bà mùi tiết he goes mà chẳng là sao thằng go bị chọc để ý ác chẳng nhận thấy ơ bị chọc để ô sổ đi chẳng nhận thấy thèm ý ác để về đây về châu này gọi he nè ok compare yes no question and wa question chẳng nhận từ priếp thiếp yes no question and wa question ta cả chói khóc nè nè mình đạch mà ok khả này cứ yes no question khả này cứ wa question chẳng nhận mơ yes no question do you like apple ok chẳng ta nè cho chất lại bom rứ chẳng chẳng lão bà sân cái xua thật do you đó cứ dân thật cho là yes I do bà sân bà dân stop thì nâng sầm nùa bà sân thì dân bà để xài thì nâng sầm nùa ní cứ dân thật cho là no I don't okay. Chẳng ní cứ chia sầm nùa yes no question okay. Lời dân thầm mơ đọc bà dùa question đâu okay. What do you like okay. Ta nè cho chất ấy chẳng xin nua đáp dụ ai question cứ kia xua cho mỗi vật ấy cứ kia xua đọc bò là miền ta miền này tha cho chất ấy thì chẳng đắng á chẳng ai like apple chấm cho chất lại bòm chẳng chấm lại bảo viết cứ mẹn xoay tự dạy năng nâu tế cứ việc thời xoay ở vấy đại dương chốt chất của kia xua tha ta nha cho chất ấy mỗi kết ai like ở rình rứa cứ dân xoay tha ai like ở rình ở dân thời dân cho chất lại cái đâu cho dân thời thì mỗi tiền does he go to school? Ta những tên sẽ là đại tế chẳng khả năng cứ yes no question chẳng nhầm lào yes he does okay. No she doesn't mà lấy từ mơ WA question đó why does he learn English okay. Hay là mấy bạn chỉ có là riêng phía sau lễ chẳng nhầm lào nhưng ai chỉ là because okay. He need it for his job vì bố có trời cao viên là mấy càng như bỏ quạt chẳng cái số là hai đấy mình coi chỉ còn riêng ông lễ vì vừa thầy còn đang trời ca vía đang bay ca nghĩa rồi bỏ các bạn rồi cái dân lời tha bị khó thì lại ít vì vừa có cho chất vía okay. Chẳng chẳng lời chẳng lời top thì nâng xâm nụ yes WA question cứ chia chẳng lời muối hay là chẳng lời bảo cứ dân ai chẳng lời vậy có bán ai đã chỉ rương cả bất tệ tông thì nâng xâm nụ này bạn tay ba sầm nô dễ nô phải sẵn cư dương sai mình tập pi về một giới hai nâng đầu mà chẳng gọi là lấy cư cư chỉ ca tiếp tiếp dễ nô phải sẵn nâng đầm dư vậy phải sẵn ok mỗi tiếng từ mơ present simple tense okay, time expression okay, dân từ mơ biết bằng chạy vì pi về lìa đại kỳ tài để phá vi nô non present simple tiếng từ dục sọp và để xét nâng sầm nô mà chẳng dân mơ mơ okay, every day rư có every man rư có every year cái riêng bộ tháng chỉ riêng rõ tháng ngày chỉ riêng rõ khái rư có chỉ riêng rõ năm
chẳng cái prapi every ní cứ cái prai không present simple nữa vô present simple dân prai đồng bay bên chợ phi thùng lót rồi có kịch cả bật rương chỉ tụ tự chẳng những thời giờ every day rồi có every man rồi có every year đã đạt được cái đại viết đại ní cái là time expression này không present simple mình tiết one a day rồi có one a week rồi có one a man rồi có one a year gì chứ mình vẫn bỏ tham mà đong khả năng một ngày mà đong khả năng một sáu đá rồi có mà đong khả năng một khai rồi có mà đong khả năng một năm ba okay. Twice a day twice a week twice a month twice a year chẳng hạn đấy thì vẫn bỏ tham pi đong khả năng một ngày rồi có pi đong khả năng một sáu đá rồi có pi đong khả năng một khai rồi có pi đong khả năng một năm ba mình tiết 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, or 3 times a year. Okay, thì dân bộ thá, bay đong khả năng mỗi ngày, bay đong khả năng mỗi sạp đá, bay đong khả năng mỗi khai, rồi có bay đong khả năng mỗi năm. Mình tiết in the morning, okay, rồi có in the evening, rồi có in the afternoon. Thì dân bộ thá, phía bật, phía rồi xíu, phía ngày tròn. Mình tiết at night được phía dục. Ok. Thôi mình tiết. Ok. Always, usually, often, sometimes, never. Mà. Trên tình con này cứ chỉ adverb of frequency. Đại dân bỏ thả always, dân bỏ thả tài tài. Usually, chỉ thôi mà đá. Often, khi nhật nhóp. Sometimes, phê lực lạc. Never, mình đài. Mà. Tổng tiết today, ngày này. On Monday, or on Thursday, etc. Bà cứ nơi ngày chán, ngày bỏ hóa, rồi lạng lạ bà. Mới tiết in July, okay, in August, etc. Nơi khai cả cả đá, rồi có khai xây hạ bà. Chẳng tầng ở này cứ chia time expression, bịa bằng chạy bị bề với lý, để dân ai bảo với nơi non present simple. Bà. Ok, lấy như là một tiêu hồ, thì ở đâu là dân bảo cho mỗi time expression. Okay. I okay. I don't go to school every day. Okay. Xong mình tới xa là rồi ngày tê. Bà. Chẳng go cứ chỉ main verb. Hay every day cứ chỉ time expression. Lấy dân một tòa mà tiết nè. Okay. You drink beer one a week. Okay. Nhạc phật xa là beer mà đong khăn ông mùi sắp sắp đà. Bà. Chẳng drink cứ chỉ main verb. Hay one a week cứ chỉ time expression. Bà. Mình tiết vi buy paper twice a month. Phụ dân tinh cỡ đá phí đón trong mối khai bà. Chẳng buy cái chìa mẹn verb hoi twice a month cứ chìa time expression. Thì mình tiết do they visit me in the morning. Thì ta phụ kê một lên trong rứ nợ phía bật bà. Chẳng visit cứ chìa mẹn verb hoi in the morning cứ chìa time expression. Mình tiết he sing a song at night. Có chữ điên trong riêng mùi bót nợ phí dục. Mà. Chẳng sing cái chìa main verb hay at night như cứ time expression. Kể bởi tôi tiết she always kisses her baby. Điếng tay tay tháp câu rồi bỏ niềng. Kể chẳng always như cứ chìa time expression. Hay kiss cứ chìa main verb. Kể. Chẳng kiss cái này cứ dân thời time es. Nợ phê đề vì profile cho nên cái C hay kẻ sập thì ní việc bật chọn là số đặc biệt ai chính cứ dân thời time ai ai all way ní cứ chia time expression chẳng vì vì bị all way vì miền ai sẹp hói chẳng dân cùng ngọ thà vì miền ai mọi bên nè chẳng rồi adverb of frequency đại đi chia time expression ở đây khi nông present simple ní cứ dân tại ta đã viết nên một kẻ sập bằng câu mà. Mới tiết, where does it stay today? Okay. How is not nơi ai nát ngay đi? Chẳng, okay, stay cứ chỉ main verb hay today cứ chỉ time expression. Okay, mới tiết, Sokha doesn't teach English on Monday. Sokha mình bằng riêng on lễ tế nơi ngày chẳng. Bà. Chẳng teach chỉ main verb hay on Monday chỉ time expression. Chẳng cái lãnh thích như cứ dân ở time ES tế. Để đại sao để viết chia bởi dục và để xài chẳng dư ở thời thầm ấy đi. Vì tiết my cat never eat meat. Okay. Chúng ta đã bảo chúng mình đại xì sạch đi. Chẳng miền này thà cái này never
cứ chỉ time expression hay it cứ chỉ main verb. Cái mũi tiền my father washes his moto twice a week. Bộc rồi bạc chấm liên một tàu rồi bạc qua đang pi đong khả năng mà sắp đà và chẳng vò khả lại nít chỉ main verb và chẳng nhìn thấy time ý ý ý vua tài vì cho nơi crowd third person singular twice a week cứ chỉ time expression. Thanks for watching và ơn sâm rạp ca tu sna video ni pe dam da chom na chang ba san ma lok neak pen chit video ni som chuay choch subscribe hai choch ruk sanya kan dang hai chuay choch like choch share pa man som ơn.